Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi, phần thứ 4, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, trên đường dây tôi có một khán giả đang hỏi chuyện về, bà nói là bà bị cao huyết không thôi? Vâng. Không bị tiểu đường? Dạ, không tiểu đường, cao huyết áp. Vâng, bà uống cũng khá nhiều thứ thuốc. Vâng. Bà uống hydralazine 10mg ngày 3 lần. Vâng. Bà uống losartan, phải không? Vâng, uống 50 ha? Decloridine chấm 2 ngày 2 lần. Vâng. Thì thật ra ba thứ thuốc này, cái thuốc nào cũng có phản ứng phụ hết á. Vâng. Thì cái clonidine nó thường thường mà tôi, cái khi ít khi tụi tôi dùng, với hydralazine cũng vậy, thường thường là hydralazine khi nào thận nó suy thì mới cho hydralazine. Vâng. Còn clonidine là thử mấy cái khác để mà không có kết quả thì mới làm clonidine. Tại clonidine là nó là central, nó hay làm người ta bị khô miệng, người ta hay bị hay là buồn ngủ, hay là bị nhức đầu, hay là bị khô miệng, thường thường xảy ra như vậy. Nhưng mà bà nói cái chân bà đó, mà giãn tĩnh mạch thì như bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói rồi, là giãn tĩnh mạch thì nó khác. Vâng. Cái tĩnh mạch thì chân hay phù lên. Vâng. Mà nó nổi gân xanh lên. Vâng. Phải không? Vâng. Còn bà nói chỉ nổi ở hai bàn chân thôi. Hai bàn chân mà bà nói nó tím phải không bà? Vâng, nó tím mà nó có bằng cái tăm một, nó cả trăm cái nó tím ngắt á. Wow. Thì cô nghĩ tới bị arterial. Dạ, không, cái trường hợp của bà thì mình hay dùng từ là spider vein. Spider vein là giống như là cái tĩnh mạch, nó giống như là con nhện đó bà. Yeah. Nó tẻ ra. Thì trường hợp đó, để mà nó có cách điều trị bà, thì người ta phải dùng những cái kim thật là nhỏ để mà chích cái thuốc để đóng những cái vein đó. Và để điều trị cái đó thường là về thẩm mỹ là nhiều hơn. Hay là vascular surgeon họ có làm không? Thì đó, người ta làm cái đó, bác sĩ Tuấn, là vascular surgeon, hoặc là dermatologist, hoặc là bác sĩ tim mạch, thì làm những cái thủ thuật là dùng những cái kim thật là nhỏ, chích những cái thuốc vô những cái ven nhỏ đó để cho nó đóng những cái ven đó lại. Và để mà đóng lại tất cả những ven đó thì đôi khi phải làm rất là nhiều lần thì nó mới đóng lại những cái ven đó bà. Nhưng mà xin lỗi bà, bao nhiêu tuổi tôi quên rồi hả? 83. 83 tuổi rồi, mình có đáng làm không? Dạ không bà, nếu thường không có đáng để làm những trường hợp đó bà. Thì trường hợp nó làm khó chịu lắm không bác sĩ? Vâng, vâng, trường hợp nó gây chảy máu, phù nè, đau nhất thì mình mới làm. Còn thường thường nó chỉ hơi nóng, hơi tê chút xíu. Không. Nóng lắm, nóng lắm, chịu không nổi á. Ồ vậy hả? Dạ. Vâng, nó dần dần, có hôm nó lên tận trên đầu, nó nhức hai bên óc rồi nè. Cái trường hợp của bà thì nó hơi lạ, là có lẽ là như hồi nãy nghe bà nói là có lẽ nó xảy ra khi mà huyết áp nó cao, đúng không bà? Vâng, đúng rồi. Thì theo con nghĩ rằng nếu như mặc dù là cái triệu chứng nó hơi lạ, nhưng mà bà là người biết rõ cái triệu chứng của mình nhất. Nếu mà thực sự là khi huyết áp nó cao nó gây ra những triệu chứng đó thì mình phải ráng kiểm soát huyết áp thật là tốt. Và nếu như mà bà đã uống những uống thuốc đó mà huyết áp kiểm soát không tốt thì có nghĩa là mình, một là mình thay đổi thuốc, thứ hai là mình phải tăng liều lên, chẳng hạn như bà uống cái thuốc hydralazine 10mg, thực ra cái liều đó thật là thấp, và huyết áp là 200 thì cái liều đó rất là thấp, chưa đủ, thì mình phải tăng cái liều đó lên bà. Dạ thì tôi đồng ý bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn là bà nên trở lại bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên môn và về tim mạch đó, để coi có cần tăng cái hydralazine lên 25 không hay 50 không. Vâng. Tại tôi có nhiều bệnh nhân họ uống 25 hay 50. Vâng. Ngày 3 lần. Vâng. Dạ. Tôi hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Tôi cảm ơn bà nha. Dạ không nguy hiểm hả bác sĩ? Dạ không bà. Dạ. Vâng, cảm ơn ạ. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ kính thưa hai bác sĩ, tôi tên Liên, năm nay tôi 73 tuổi. Dạ tôi xin có câu hỏi, xin được hỏi bác sĩ tim. Dạ thưa bác sĩ, tôi hằng ngày tôi có uống thuốc cao mỡ là quetiapine, cũng uống mấy năm nay rồi, nhưng mà mới đây trong thời gian uống tôi vẫn bị đau cái cánh tay đó bác sĩ. Cái tôi có xin thưa với bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình có đổ cho tôi thuốc khác là rosuvastatin gì đó, uống được 1 tháng nhưng mà thấy cái tình trạng đau nó cũng vẫn đau. Thưa bác sĩ, như hồi nãy bác sĩ chỉ á, thì bây giờ tôi nghe lời bác sĩ, tôi thử cưng 2 tuần coi nó được đau không, được phải không bác sĩ? Vâng, cô Vân, phải không cô Vân? Dạ tôi tên Liên. Hai cô Liên. Dạ, thường thì cái tác dụng phụ của mỡ gây ra ít khi nào mà nó chỉ gây đau nhất một tay hoặc là một chân. Thường nó gây đau nhất cả người, hai vai, hai tay, hai chân. Cho nên mà cô Liên mà đau một tay, khả năng là do thuốc gây ra rất là thấp. Cô có thể ngừng thuốc, theo dõi như thế nào. Nếu như mà cô ngừng thuốc mà cái đau của tay nó vẫn còn thì đỡ chứng tỏ rằng cái đau đó không phải do thuốc gây ra, mà mình phải đi tìm lý do khác.
không biết là cái dây thần kinh ở tay nó có bị chèn ép hay không, hay là cái khớp trên vai hay là khớp tay nó có bị viêm hay không ha con ha. Tại vì tiếp lời bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn thì thường thường nếu mà tôi là bác sĩ gia đình của bà thì tôi nghi là bà bị cái đau nhức vì cái thuốc hạ mỡ, thì có một cái thuốc, có một cái thử nghiệm là CPK. Thử cái đó nó lên thì mới chắc chắn là 100% rồi đó. Vâng. Thành ra bác sĩ gia đình, nếu bà nói với bác sĩ gia đình họ có thể thử cho bà. Vâng. Thì biết rõ là đúng cái đó hay không. Đúng rồi. Dạ. Ok, hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Dạ thưa bác sĩ, như vậy bây giờ không cần ngưng thuốc nữa hả? Không nên ngưng chứ. Nếu mà nó đau mà thì bà tạm thời mà ngưng, mà chờ đến gia đình cho ông thử là trước khi mình tiến tiếp thôi. Như tôi nói hồi nãy đó, vấn đề mà mấy cái thuốc mà hạ mỡ đó mình không có khẩn cấp. Mình không có nguy hiểm nếu mà ngưng. Nếu mà ngưng. Thành ra nếu mà bà nghi cái gì đó, cái hay nhất đó, thuốc đối với tôi, mình nghi thuốc nào không có lợi cho mình hoặc là nó có phản ứng phụ với mình thì mình cứ thử, mình ngừng nó đi. Trừ trường hợp, tôi nói nhắc lại, trừ trường hợp thuốc tiểu đường cao máu, những thuốc trị bệnh kinh niên đó, thì trước khi ngừng làm ơn gặp bác sĩ gia đình trước khi ngừng. Còn cái thuốc hạ mỡ thì không có khẩn cấp. Vâng. Ok. Dạ, xin cảm ơn hai bác sĩ. Cảm ơn bà. Dạ, chào cô. Ok, thì tạm thời thì trên đường dây, để coi. Trên đường dây cho con khán giả, có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, xin chào hai bác sĩ. Dạ, chào chị. Tôi năm nay là 75 tuổi. Tôi bị tiểu đường. Nhưng mà bà cứ nói đi. Tôi bị tiểu đường nhưng mà tôi có mấy tháng nay sao mà hai cái chân tôi á, cái ngón cái nó đau. Hai ngón cái nó đau. Tôi xin hỏi bác sĩ là tại sao vậy? Biết trước khi bác sĩ Nguyễn Tuấn trả lời hỏi, tôi hỏi bà ngón cái nó sưng ở chỗ nào, nó sưng cái đầu ngón cái hay là nó sưng ở cái khớp xương ở cái chân của ngón cái. Cái ngón cái, hai ngón cái nó không có sưng gì hết á. Nó chỉ đau thôi hả? Nó đau. Đau đầu ngón hay là đau ở cái khớp xương? Nó đau ở cái đầu ngón cái á. Cái đầu đó ha. Cái tip sao? Thì bác sĩ Tuấn. Vâng, chắc là cô nghe bác sĩ Toàn ráng hỏi cô những câu hỏi đó để coi. Tại vì khi mà một người bệnh mà than là hai đầu ngón cái nó đau, thì đầu tiên mình phải nghĩ tới không biết là người bệnh nó có bị bệnh gao hay không ha cô. Và nếu như mà như cô nói ok, nó không sưng nóng mà nó chỉ đau thôi, thì cái khả năng nó bị bệnh gao, tiếng Việt mình gọi là bệnh gút, thì thấp. Thì mình phải coi ngoài cái bệnh gút, bệnh gao đó ra, coi cái bệnh, cái khớp hôm đó nó có bị, cái khớp nó có bị viêm hay không, hoặc là mình lo rằng là đôi khi những cái mạch máu đi tới ngón chân đó nó có bị nghẹt hay không, từ cái mảng xơ vữa nó rơi ra, hoặc là những cục máu đông nhỏ nó rơi xuống. Thì chỉ có là người bác sĩ gia đình khi mà khám coi cái hai cái ngón chân cái đó mới biết được là cái lý do là gì ha cô ha. Thì bà cứ nói đi, bà cứ nói đi. Dạ, câu hỏi thứ hai nữa đó là tôi, cái lúc đầu á, tôi như là bị giọt bẻ vậy đó. Cái chỗ, cái hổng, cái ngon, cái bàn chân á, nó đau. Như là bị giọt bẻ mà nó cong chân lại á. Mấy hôm sau á, thì nó đau cái ngón cái. Nó đau ngón cái là cỡ 2 tuần nó lại sang cái chân, chân mặt. Nó đau thêm ngón cái nữa. Bị cram, lách chân mà. Vâng, như bác sĩ An vừa mới nói với cô là cái triệu chứng nó giống như là cơ bắp nó co rút vậy ha cô ha. Thì cái cơ bắp co rút thì thật ra nó có nhiều lý do. Cái mình phải để ý, thứ nhất là mình uống có đủ nước hay không cô ha. Uống đủ nước. Cái thứ hai là chức năng thận như thế nào, và cái thứ ba là những cái thành phần về muối trong cơ thể nó có bất thường hay không. Và một cái nữa là có những người là đôi khi hoạt động quá nhiều, đi đứng quá nhiều trong ngày, thì đôi khi về tối nó có thể là bị cái co rút cơ bắp ha cô ha. Câu hỏi cuối cùng của tôi đối với bà là bà, đường của bà đó nó có chỉnh, nó có chuẩn không? Thử cái đường 3 tháng nó có tốt không? Dạ, cái đường đi thử máu thì bác sĩ nói A1C á, không biết bao nhiêu. Đúng mà. Rồi, A1C. Bác sĩ nói là tốt. Tốt hả? Ok. Nhưng mà tôi hàng ngày tôi đo thì nó chỉ 100 mấy. That's good. Tại vì nếu mà 100 mấy rồi A1C vậy là good rồi. Vâng. Thế nhưng mà đôi khi đó,
đối với tôi những người bị bệnh tiểu đường đó, nó có cái vẫn dù rằng cái A1C tốt, đường tốt, đôi khi vẫn bị peripheral neuropathy. Vâng, không hoàn toàn hết đó. Dạ đó đúng rồi, dạ. Thì thật là như vậy. Thành ra cái bệnh của bà đó thì có thể bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên môn về đường của bà có thể giúp bà, ngoài trừ trường hợp nó bị đông mạch mình, vâng, những cái rơi, những cái nó bị clot nhỏ đó thì mà đều ít khi xảy ra. Vâng. Thường thường là do cái diabetic neuropathy nhiều hơn. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm gián đoạn, xin hẹn tái ngộ quý vị vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chúc quý vị có một đêm ngủ ngon và đồng thời đầu năm 2019 chúng tôi chúc quý vị một năm 2019 an lành, thịnh vượng và hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Xin cảm ơn bác sĩ Toàn và xin kính chào quý vị.